Mời quý vị và các bạn đến với một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh Truyền hình Hương Yên. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết oi bức của mùa hè khiến cho trẻ luôn mệt mỏi chán ăn. Vì vậy, dinh tưởng hợp lý cho trẻ trong thời điểm này luôn là một câu hỏi khá hóc búa mà các bà mẹ thường phải đau đầu để tìm ra câu trả lời. Tùy theo sự thay đổi của thời tiết, chế độ dinh dưỡng cho bé cũng khác nhau. Dưới đây là những gợi ý giúp bạn tìm ra chế độ dinh dưỡng hợp lý cho con mình. Thông tin được đăng tải trên trang Sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế. Không để thức ăn của trẻ ngoài môi trường thông thường quá 2 giờ đồng hồ bởi thức ăn dễ bị nhiễm khuẩn rất nguy hiểm cho sức khỏe của bé. Không cho trẻ ăn những món chứa nhiều loại gia vị như cay nóng, không tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ, ớt, tiêu, gừng. Không nên cho trẻ ăn những món quá mặn vì sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến thận, trẻ sẽ nhanh khát nước. Không cho trẻ ăn nhiều kem lạnh vì sẽ làm niêm mạc miệng bé bị tổn thương dẫn đến mắc những bệnh về đường hô hấp những thực phẩm và đồ uống như trà cà phê cũng không nên cho trẻ sử dụng Mùa hè chế độ dinh dưỡng cho trẻ cần mát để giúp giải nhiệt cho cơ thể. Phụ huynh nên cho bé ăn các nhóm thực phẩm có tính giải nhiệt cao như rau dền, rau muống, bí, mồng tơi, mướp, canh chua để tránh mệt mỏi cho trẻ, tránh cảm giác biếng ăn. Điều này giúp mang lại cảm giác mát mẻ, đồng thời cung cấp nhiều vitamin cho cơ thể, bổ sung chất xơ rất tốt cho hệ tiêu hóa của bé. Hạn chế các món ăn xào rán. Ngoài ra cần cho bé ăn bổ sung bằng những bữa ăn bổ mát như chè hạt sen, sữa, sữa chua, bánh, phong lan. Theo các chuyên gia dinh dưỡng của Bộ Y tế, trung bình mỗi trẻ cần bổ sung từ 50 đến 60 dưỡng chất khác nhau. Bởi vậy, để trẻ có thể hấp thụ đầy đủ các dưỡng chất thiết yếu, thì thực đơn dinh dưỡng của trẻ phải luôn hội tụ đủ các nhóm thực phẩm quan trọng, gồm glucid, protein, lipid, vitamin và khoáng chất. Bên cạnh đó, để trẻ tiêu hóa tốt cần bổ sung thêm 1 đến 2 cốc sữa chua một ngày, uống thêm 400 đến 500 ml sữa một ngày, có thể uống sữa tươi, sữa bột nguyên kem. Thời tiết nóng nực, cơ chế tiết mồ hôi nhiều cùng sự vận động cao có thể dẫn tới tình trạng thiếu vitamin ở trẻ để bổ sung lại lượng vitamin bị mất trong quá trình vận động của trẻ các bậc phụ huynh có thể lựa chọn các loại trái cây tươi ngon bổ lành như dứa cam dưa hấu dâu tây bơ đu đủ trái cây không chỉ là nguồn cung cấp khá nhiều vitamin dưỡng chất và chất sơ cho trẻ mà còn giúp trẻ tăng cường hệ miễn dịch phòng chống được các bệnh mùa hè việc cơ thể thiếu nước trong những ngày oi bức là điều thường xuyên xảy ra đối với cả người lớn và trẻ nhỏ thiếu nước không chỉ ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ mà còn là nguyên nhân gây ra các bệnh phổ biến mùa hè như cảm cúm sốt vì vậy các mẹ cần đặc biệt chú ý cho trẻ uống nước thường xuyên và phải uống đủ lượng nước cần thiết một ngày ngoài ra cũng có thể bổ sung nước bằng cách cho trẻ uống các loại đồ uống có giá trị dinh dưỡng như sữa tươi sữa đậu nành sữa chua uống sinh tố nước ép trái cây Khi thời tiết trở nên nóng nực, bé thường nổi nhiều rôm rẩy, vì vậy bạn cần cho bé uống thêm các loại nước mát và bổ dưỡng. Bé sẽ bớt nổi mụn, nổi mẩn trên da, đồng thời cơ thể của bé sẽ tăng sức đề kháng với các bệnh lý dễ xảy ra vào mùa nắng nóng. Không cho bé ăn nhiều kem hoặc kem còn đông cứng, vì sẽ làm miêm mạc miệng của bé bị tổn thương, dẫn đến bé mắc những bệnh về đường hô hấp. Bên cạnh đó, bạn cần chú ý những yếu tố về thời tiết, vì thời tiết nóng có thể ảnh hưởng đến dinh dưỡng cho bé. Bé dễ mắc bệnh tiêu chảy do thức ăn ôi thiêu, do vi khuẩn dễ sinh sôi nảy nở trong môi trường nóng ẩm cũng như nước đá không tinh khiết. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về một số bệnh chủ yếu trẻ hay mắc phải trong mùa hè. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.